Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại Trung tâm Đào tạo Lập trình Samtech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về hai thẻ, đó là thẻ Deep và thẻ Span. Và qua bài học này thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về các kiểu thẻ HTML. Đó, các kiểu thẻ HTML các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên tôi sẽ nói về thẻ deep và thẻ span. Thì hai thẻ này là hai thẻ đặc trưng để tôi có thể giới thiệu về các thẻ các kiểu thẻ ở trong HTML. Cú pháp của hai thẻ này thì rất đơn giản vì nó là hai thẻ thông thường nên là cú pháp của nó giống như những thẻ thông thường khác, tên thẻ và đóng thẻ đó, và bên trong là nội dung. Đối với thẻ span cũng tương tự như vậy, đó, nội dung. Bây giờ tôi sẽ chạy một trang HTML với thẻ div và thẻ span để các bạn xem là nó có sự khác biệt gì không. Tôi sẽ tạo ra một trang là deep and span .html deep and span. Ok, deep and span. Tôi sẽ tạo ra một thẻ deep như thế này, nội dung thẻ deep đó, content là như vậy. Tôi sẽ tạo ra một thẻ span, nội dung thẻ span. Ok, bây giờ đó, về cách định nghĩa thì nó đơn giản như thế này thôi, vì nó thuộc kiểu thẻ HTML thông thường, có nghĩa là có thẻ đóng và thẻ mở đó. Ở đây tôi không dùng bất kỳ thuộc tính nào cả, và cái quan trọng ở đây là tôi muốn các bạn phân biệt hai thẻ này nó có sự khác biệt như thế nào. Chúng ta phải chạy nó lên đã. Ok, nội dung chúng ta có được sau khi định nghĩa hai thẻ div và span nó như thế này. Các bạn thấy là nếu mà nhìn như thế này thì chả có sự khác biệt gì cả. Nội dung hiển thị ra giống nhau như đúc. Vẫn chưa có sự khác biệt gì ở đây cả. Nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn về cái sự khác biệt cơ bản, căn cơ của nó là cái gì. Tôi mở cái phần View Resource lên để xem resource. Đây, các bạn nhìn thấy hai cái thẻ mà chúng ta vừa định nghĩa đây. Đây nhé các bạn nhé. Đó. Thì tôi sẽ đưa chuột vào từng thẻ một. Đó. Thì đối với thẻ deep, các bạn nhìn thấy là khi mà tôi hover chuột vào này, các bạn nhìn thấy là cái độ rộng của nó, của cái thẻ deep này, chính là toàn bộ cái phần mà nó trải dài từ đầu đến cuối như này nhé. Khi hover chuột vào này, đó các bạn nhìn thấy chưa? Màu xanh lơ đó, thì các bạn thấy là cái độ rộng của cái thẻ deep này nó có độ rộng bằng toàn bộ trình duyệt, có nghĩa là độ rộng bằng chính cái độ rộng của trình duyệt. Đó là cái đầu tiên. Tiếp theo tôi move xuống thẻ span, các bạn thấy lúc này thẻ span của chúng ta cái độ rộng của nó chỉ bằng cái nội dung mà nó chứa thôi. Các bạn nhớ nhé, độ rộng của thẻ span chỉ bằng nội dung mà nó chứa. Còn về chiều cao thì sao? Chiều cao của thẻ deep các bạn nhìn thấy thì chiều cao của nó bằng nội dung mà nó chứa, và span thì cũng tương tự như vậy, bằng chính cái nội dung mà nó chứa. Vậy thì sự khác biệt cơ bản ở đây là gì? Đó là mặc định đối với thẻ deep thì độ rộng của nó bằng cái trình duyệt, hay nói cách khác là bằng với cái màn hình mà các bạn đang chạy. Còn span thì độ rộng của nó chỉ bằng độ rộng của nội dung mà nó chứa. Thì đây là sự khác nhau căn bản giữa div và span. Và hai thẻ div và span nó đại diện cho hai kiểu thẻ HTML. Đối với thẻ div thì nó đại diện cho kiểu thẻ có kiểu là block. Còn đối với span nó đại diện cho những thẻ có kiểu là inline. Đó,
Thì ở đây tôi sẽ nói đến vấn đề kiểu thể HTML. HTML thì chúng ta có kiểu block, kiểu block. Thì từ cái việc mà các bạn xem tính chất của thẻ div này thì chúng ta suy ra kiểu block là kiểu như thế nào. Thì kiểu block là kiểu có độ rộng bằng chính cái màn hình hay là trình duyệt. Độ rộng nhá, luôn luôn bằng chính màn hình hoặc trình duyệt. Độ rộng mặc định ạ. Còn đối với kiểu inline, nó đại diện cho thẻ span, thì có độ rộng, độ rộng bằng nội dung mà nó chứa, nó chứa. Còn chiều cao của cả block và inline thì chiều cao của cả block và inline thì luôn bằng nội dung mà nó chứa. Đó, các bạn nhớ cho tôi hai cái kiểu thể ở trong HTML. Ngoài ra tôi sẽ nói luôn một kiểu thể thứ ba, đó là kiểu none. Kiểu none, cái này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tôi sẽ lấy ví dụ để các bạn hiểu ngay. Thì các bạn thấy là thông thường những thẻ HTML mà chúng ta định nghĩa cái nội dung của nó, khi các bạn chạy trình duyệt lên thì các bạn thấy nội dung nó sẽ hiển thị lên trên trình duyệt. Có nghĩa là trình duyệt nó biên dịch và nó hiển thị lên, hiển thị ra cho người dùng nhìn thấy. Còn đối với những cái kiểu thẻ như thế này, giả sử tôi có kiểu thẻ meta. Đây cũng là một loại kiểu thẻ meta. Thì cái thẻ này được dùng để quy định chữ tiếng Việt cho một trang web. Đó, cũng là thẻ meta tiếp theo, nhưng tôi có cái nội dung của nó là content. Name của nó là, tôi để là keyword. Content ví dụ tôi để là học lập trình web tại Samtech. Đây, thì đây cũng là một thẻ HTML và thẻ này là thẻ đặc biệt. Nó không có thẻ đóng mà nó đóng trên chính nó. Đối với thẻ meta nhé các bạn nhé, thì các bạn nhìn thấy ở thẻ meta này, tôi có nội dung content là như thế này. Bây giờ tôi chạy nó lên thì liệu rằng cái nội dung học lập trình tại, học lập trình web tại Samtech nó có hiển thị ra trình ở đây không. Tôi chạy lên thì các bạn thấy là nó không hề hiển thị ra nhé. Và tôi vào phần header, tôi nhìn thấy meta đây, nhưng nội dung của nó không hề hiển thị lên trên trình duyệt. Thì đối với những cái thẻ mà có nội dung không hiển thị lên trên trình duyệt thì nó thuộc vào kiểu none. Vậy từ đây chúng ta rút ra điều gì? Kiểu none là kiểu có nội dung không hiển thị lên trình duyệt. Vậy đại diện cho thẻ HTML có kiểu none thì chúng ta có thẻ meta như chúng ta vừa lấy ví dụ. Ngoài ra chúng ta có các kiểu thẻ khác nữa. Đó, ví dụ tôi lấy về một kiểu thẻ mà không hiển thị lên trên trình duyệt như thẻ link. Thẻ này dùng để nhúng file CSS vào trong trang web, hay là thẻ script. Thẻ này để nhúng file JavaScript vào trong trang web. Tôi sẽ nói hai cái thẻ này ở bài học tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái trang web mà chúng ta vừa định nghĩa. Vậy thì chúng ta đã phân biệt được ba loại thẻ, ba kiểu thẻ HTML, đó là kiểu block, kiểu inline và kiểu none. Và chúng ta cũng có ba cái thẻ đại diện cho ba cái kiểu đó. Ngoài ra có nhiều thẻ khác các bạn nhé, nhưng tôi lấy ví dụ ở đây với ba kiểu đại diện cho ba cái kiểu thẻ đó. Đó chính là thẻ div, span và thẻ meta. Ok, thì cái meta ấy, các bạn có thắc mắc là cái nội dung này nó không hiển thị lên trên màn hình, vậy thì nó hiển thị ở đâu? Thì cái meta này nó sẽ hiển thị ở đây, có nghĩa là nó chính là cái nội dung để phục vụ cho việc SEO một trang web. Và cái nội dung của thẻ meta nó sẽ hiển thị ở trên kết quả tìm kiếm của Google. Ví dụ tôi search là học tiếng Anh thì các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều trang web hiển thị từ cái kết quả tìm kiếm của từ khóa là học tiếng Anh. Thì các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ nhìn thấy các
mô tả cho từng trang web ở đây. Thì cái này chính là meta, meta của thẻ, meta trong trang web của các bạn. Đó, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà SEO web. Các bạn nhớ cho mình điều đó. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về thẻ deep, span và ba kiểu thẻ ở trong HTML. Đó là block, inline và kiểu none. Đó. Ở video này tôi xin phép dừng lại tại đây. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.